Bản tin thời tiết 12 giờ ngày 2 tháng 10 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong trưa chiều nay thì cũng như là khoảng 2 ngày tới, thời tiết tại các tỉnh thành của miền Bắc vẫn chưa có biến đổi. Ban ngày thì trời nắng ráo với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Còn về đêm và sáng thì nhiệt độ sẽ giảm xuống còn từ 23 đến 26 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực vùng núi cao thì nhiệt độ sẽ còn có thể là hạ xuống dưới ngưỡng là 22 độ, trời se lạnh. Thưa quý vị, đã bắt đầu sang những ngày đầu tháng 10, theo quy luật hàng năm thì các đợt không khí lạnh sẽ xuất hiện với tần suất nhiều hơn và cường độ của nó thì cũng sẽ mạnh hơn và cũng không nằm ngoài quy luật đó thì từ khoảng chiều tối và đêm ngày mùng 4, sáng ngày mùng 5, Bắc Bộ nhiều khả năng là sẽ ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh nên là trời sẽ chuyển sang trạng thái là nhiều mây và có mưa rào và dông rải rác, từ khoảng ngày mùng 6 thì trời có khả năng là chuyển lạnh về đêm và sáng. Với các tỉnh thành Trung Bộ, trong khoảng 2 ngày tới thì thời tiết cũng chưa biến động quá nhiều. Mưa rào chỉ xảy ra cục bộ ở một số tỉnh thuộc khu vực của Nam Trung Bộ. Còn các khu vực khác thì thời tiết là phổ biến có nắng ráo, ít mưa. Nhiệt độ tối cao trong ngày sẽ phổ biến ở mức là từ 31 đến 34 độ. Sau đó từ khoảng ngày mùng 5, cũng do tác động của không khí lạnh từ phía Bắc nên là ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa dông. Sau đó thì mưa sẽ lan dần xuống toàn bộ khu vực Trung Bộ, có nơi sẽ có thể là xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Người dân khu vực này cần phải hết sức đề phòng. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong khoảng 2 ngày tới thì thời tiết vẫn phổ biến là ít mưa ở khu vực Tây Nguyên. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì những cơn mưa rào nhẹ, rải rác chỉ xuất hiện vào chiều tối. Và ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là từ 29 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Sau đó từ khoảng ngày mùng 5 thì mưa khu vực này sẽ có xu hướng tăng hơn về cường độ và tần suất. Mưa sẽ xuất hiện đan xen trong ngày và vào thời điểm chiều tối thì có nơi sẽ đạt lượng mưa vừa và dông. Trong cơn dông thì người dân cần phải đề phòng với hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới. Với các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ trong 2 ngày tới, về đêm và sáng thì trời sẽ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, còn ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Từ chiều tối, đêm của ngày mùng 4 và ngày mùng 5 thì trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt giảm dần từ ngày mùng 5 và xuống chỉ còn ở mức là từ 30 đến 32 độ. Với các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, thời tiết vẫn duy trì ít mưa và ngày có nắng nhiều trong khoảng 2 ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức là từ 32 cho đến 34 độ. Từ chiều tối đêm ngày mùng 4 và ngày mùng 5 thì sẽ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày mùng 5 thì nhiệt độ sẽ giảm xuống và cũng chỉ còn ở mức là từ 30 đến 32 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 2 ngày tới thời tiết cũng không có nhiều thay đổi, trời vẫn ít mưa, ngày nắng với nền nhiệt độ cao ở mức là từ 32 đến 35 độ. Về chiều tối thì có mưa rào ở vài nơi. Từ ngày mùng 5 thì thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời nhiều mây hơn, có mưa rải rác là mưa vừa, có nơi là mưa to và dông. Nền nhiệt vì thế mà cũng giảm dần và giảm xuống ngưỡng là từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ thành phố Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, duy trì kiểu thời tiết là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Từ ngày mùng 5, ở phía Bắc thì sẽ chuyển nhiều mây và có mưa rào và dông, còn ở phía Nam thì sẽ có mưa ở một vài nơi. Trở vào với khu vực Tây Nguyên trong 2 ngày tới, ban ngày tại đây thì trời có nắng, chiều tối và đêm thì mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ phổ biến ở mức là từ 29 đến 31 độ. Sang tới ngày mùng 5 thì mưa dông sẽ tăng trở lại, trong cơn dông cần phải đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn tại khu vực Nam Bộ thì thời tiết trong ngày mùng 3 và ngày mùng 4, 3 ngày thì trời vẫn có nắng, trời tối và đêm thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ đạt ở mức là từ 32 đến 34 độ. Sang đến ngày mùng 5 thì sẽ có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần phải đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giảm nhẹ xuống còn ở mức là 30 đến 33 độ. Tại thủ đô Hà Nội trong khoảng 2 ngày tới thì thời tiết vẫn duy trì là ít mưa và có nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức là 32 cho đến 34 độ. Từ chiều tối, đêm ngày mùng 4 và ngày mùng 5 thì trời sẽ nhiều mây, có mưa rào và sẽ có dông rải rác. Từ ngày mùng 5 thì nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn ở mức là 30 đến 32 độ. Trên biển trong khoảng 3 ngày tới, tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Hoàng Sa thì trời vẫn ít mưa, tầm nhìn thoáng, gió thổi với cường độ ở mức là trung bình và sóng biển không cao. Lưu ý là riêng tại vịnh Bắc Bộ, từ khoảng ngày mùng 5, ngày mùng 6 thì gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên ở mức là cấp 5 và có lúc sẽ là cấp 6, tàu thuyền cần phải chú ý đề phòng.
Còn tại vùng biển của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Trường Sa thì sẽ có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối và đêm, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm xuống, chỉ còn là từ 4 đến 10 km trong mưa. Mưa rông tăng hơn về cường độ từ ngày mùng 4, cần phải đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.